lúc 20 giờ trên kênh YouTube của Duy Khánh, mang tên là Diễn viên Duy Khánh, thì sẽ cho ra mắt tập đầu tiên. Chúng ta gặp nhân vật Như Lê, Lâm Khánh Chi và Huỳnh Lập. Tới đây là để ăn chứ không phải là để chưa từ từ lên chụp hình đi, lên chụp hình đi, thấy nhiều người tới vậy. Thank you.
vẫn tiếp tục ăn mọi người ạ. Bữa nay đi uống cà phê. Ok chị. Ta nói thời này mà nói câu nữa là uống cà phê rồi. Em vừa mới đi Vũng Tàu với nó.